Chào quý vị và các bạn, và tôi là Bình Peter đây. Trong video này tôi sẽ nói cho các bạn biết cách để tôi set up một cái phòng dạy đàn online nhé, dạy nhạc, dạy đàn, các bạn có thể dạy hát. Thì đầu tiên tôi sẽ đi vào các yếu tố về phần mềm. Phần mềm thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà sử dụng trên máy tính hoặc là để học đàn ấy, thì chúng ta sẽ thường sử dụng phần mềm riêng. Nếu mà chúng ta dạy thành nhạc hoặc môn đơn giản thì chúng ta có thể dùng Pro cũng được. Thì cái này thì nó có nhiều cách, dùng cả Skype, Pro hoặc là cả Microsoft. Đó là cái phần mềm để chúng ta tương tác với học viên. Còn một cái nữa đó là cái sim nhạc như này. Tại vì khi mà chúng ta có một bản sách nhạc thì chúng ta sẽ phải có phần mềm để đọc, và thậm chí là phải những chỗ nào học sinh chơi sai thì mình phải đánh dấu vào, ví dụ như thế này, bạn chơi sai đúng không, bạn phải chỉnh cái nốt này đúng không? Đó. Thì đây là phần mềm Orchid Reader, thì nó sẽ có cái chức năng chúng ta có thể vẽ lên như này. Đó. Thậm chí chúng ta có thể xem màn hình đúng không, xem màn hình của mình cho học sinh ấy. Đó. Chúng ta xem. Thì về cái các cái chức năng ở trong phần mềm này thì tôi không thể nói kỹ làm gì cả, bởi vì trên YouTube có quá nhiều rồi. Đó. Thì vấn đề ở đây của chúng ta chỉ có một cái này để lưu ý này, đó là ở trong cái Zoom này chúng ta phải vào phần cài đặt. Chúng ta vào phần audio, bởi vì chúng ta dạy đàn cho nên là cần chất lượng của âm thanh nó phải tốt. Chính vì vậy là chúng ta sẽ phải bật cái tính năng là âm thanh gốc này lên. Nếu mà chúng ta bỏ cái âm thanh này, hoặc là chúng ta để đây, mình sẽ nói từ đầu nhé. Đây là cái phần này, là phần đặt sao của các bạn này, phần mic này. Thế nên là khi các bạn chọn vào đây, nó sẽ là auto chỉnh cái con nhỏ của các bạn, thì các bạn phải bỏ đi. Bởi vì là trong âm nhạc của mình thì mình lúc mình thấy nhỏ, lúc mình to đúng không ạ, thì nó sẽ tự động nó chỉnh mất của mình, không theo ý mình được. Thì mình phải bỏ cái dấu này đi, bỏ không thích nha. Rồi cái lọc tiếng ồn này thì thường là phải bỏ đi cũng được. Đó. Ở đây phần dưới này nó có phần đây này, có âm thanh chuyên nghiệp và âm nhạc này, thì các bạn phải tích vào đây để chọn cái âm thanh original, âm thanh gốc nhé. Khi mà trên màn hình đây này, các bạn nhìn thấy nó sẽ là original sound và nó có chữ off đây, có nghĩa là bây giờ mình đang bật nhé. Nếu mà mình cắt đi thì nó sẽ để về cái chế độ là on, tắt đi thì là off, ngược nhau như ở các bạn chỉnh iPhone. Đó. Rồi, ở đây các bạn tích vào cái này là cái chế độ âm nhạc cao này, rồi là cái tự động cắt echo. Thế này nó sẽ hủy cái echo của mình. Nếu mình ngân một cái nốt nhạc ra, ví dụ như này, mình sẽ chuyển cái ví dụ các bạn nhấn ngân già ta, thì nếu các bạn để cái chế độ đó thì nó sẽ cắt đi của các bạn. Đây, các bạn để cái chế độ này thì nó sẽ, khi các bạn bỏ cái này, đây là nó nghĩa là hủy echo đúng không, thì các bạn phải chọn này. Thì mình không hủy echo nữa. Đấy. Và âm thanh là mình chọn thế luôn. Đó. Đấy là mấy cái lưu ý mà các bạn cũng phải từ cái Zoom bên phía của học viên ấy, là các bạn cũng phải xin lỗi ở đây nó hơi ồn. Bên phía học viên các bạn cũng phải hướng dẫn để cho học viên người ta chọn vào cái phần này. Đó. Để cho cái âm thanh tốt nhất nhé. Nhưng mà khi chọn cái này thì các bạn lưu ý là khi dạy là chúng ta sẽ phải dùng tai phone. Nếu mà chúng ta bật loa ngoài thì nó sẽ bị rú thành một cái vòng lặp, đúng không ạ? Bởi vì cái âm thanh nó bị ngân dài, xong nó mic phát ra loa.
do phát ra thì nước lại bắt vào, nó thành một cái vòng lặp, thành ra là nó sẽ bị dối. Cho nên chúng ta lưu ý tới cái này là chúng ta phải dùng tay khô để sử dụng nhé. Đó. Ok, đó là cái lưu ý quan trọng nhất ở trong phần Zalo của chúng ta thôi. À, xin lỗi, trong phần Zoom. Đây tôi vừa nói tới là hai cái phần mềm, đó là phần mềm Zoom để chúng ta tương tác với học sinh và phần mềm đọc bằng PDF để chúng ta mở cái sách nhạc lên để cho học sinh nhìn, đúng không ạ? Rồi, vậy thì với tôi sẽ sử dụng thêm một cái phần mềm nữa, đó là phần mềm Keybase. Phần mềm Keybase để làm gì? Chúng ta sẽ dùng cái âm thanh piano ở trong đấy thì nó sẽ rất là hay. Rồi là cái mic của chúng ta nếu mà dạy hát, chúng ta có thể, đây các bạn nhìn, chúng ta có thể dùng các cái lợt của nó và các cái bộ lọc, các cái nén tiếng. À, hát nó sẽ hay hơn. Cộng mà tôi không được dạy hát cho nên nó không hay. Và cái mic của tôi đang sử dụng nó cũng không phải là loại tốt. Đó. Thành ra là âm thanh thu vào đây nghe vẻ nó cũng hơi bị nghẹt nghẹt một chút. Đó. Ok. Đây. Từ đây thì tôi sẽ sử dụng là chỉ có một cái phần giọng nói như này. Đó. Và phần hộp tiếng Hàn. Cái này là tôi đang dùng một ấn kia. Âm thanh của tiếng mình rất là hay. Đúng không? Đó. Chúng ta sẽ có thể sử dụng rất nhiều loại tiếng ở đây. Đó. Chúng ta dạy piano thì chúng ta sử dụng piano. Riêng về nếu khi cái trường hợp các bạn sử dụng với Keybase thì cái đàn và cái thứ một lát nữa mình sẽ nói, nhưng mà tại vì đang nói về cái phần Keybase thì mình phải cần sử dụng loại đàn điện tử để kết nối được vào với máy tính, đúng không ạ? Rồi, ok, thế là xong cái về phần mềm. Bây giờ đến phần cứng. Phần cứng để nó tối giản nhất thì chúng ta sẽ phần cứng thì sao? Phần cứng thì chúng ta đơn giản nhất thì chúng ta có thể sử dụng một cái webcam. À, một cái webcam thì nó hơi khó là chúng ta sẽ phải nếu như chúng ta cần quay vào màn hình. Đây mình đang sử dụng webcam từ đằng trước. Cái webcam này là của mình, là của Microsoft. Rồi nó cần hơn 1 triệu. Thì chúng ta có thể để ra cái góc bên cạnh chúng ta để nhìn chúng ta với những cái cam này của mình với những cái cam này đó. Như vậy là mình đang vào hai cái cam, cái cam của cái cam bên này, cái cam đang quay này, đó là cam, đó là camera thì mình chỉ cần bộ chuyển đổi kết nối đó. Còn cái cam webcam các bạn cắm thẳng USB vào máy tính là được luôn. Nếu mà bạn nào dùng laptop thì đã có sẵn cái webcam đằng trước rồi thì chúng ta có thể là mua thêm cái webcam dây cắm USB. Đấy. Hoặc là trường hợp mà gọi là tận dụng nhất thì chúng ta có thể vận dụng cái điện thoại của chúng ta để chúng ta làm webcam. Thì mình đã có một cái video để sử dụng điện thoại làm webcam rồi đấy. Các bạn phải mua thêm thiết bị nhé. Đây thì mình sẽ quay cho các bạn các thiết bị mình đang kết nối với cái thiết bị này để kết nối điện thoại hoặc là camera. Đây các bạn nhìn này, đó, đây cái thiết bị này, cái thang này thì các bạn cần tiền thêm tiền. Cái này thì các bạn cắm trên mình đang cắm trên cổng 3.0 thì các bạn có thể dùng hình ảnh HD, đó, rồi các bạn đây này. Các bạn sử dụng điện thoại và cái này nhớ là chúng ta có một cái
là camera. Đó, chúng ta có thể sử dụng đây là mình đang dùng máy tính bàn cho nên là camera rời như này. Thì cái này là mình dùng cả máy trước cho nên cái mic này nó dở cái là phải sạc pin, mà chúng ta quên sạc cái hoặc là đang dạy mà hết pin là cũng hơi mệt. Thì nếu mà chúng ta tiết kiệm nhất thì chúng ta dùng một cái tai phone như này, có cái đường mic ở từng tai phone đấy, chúng ta sẽ dùng được luôn, không cần phải mua thêm mic cũng được, là tiết kiệm chi phí. Đàn thì đương nhiên rồi đúng không ạ, chúng ta dạy đàn thì ta phải có đàn. Đó. Còn một cái nữa đó là khi các bạn mới muốn kết nối vào từ đàn và máy tính, ở bên này mình nói về cái vấn đề phần mềm từ đây ấy, thì các bạn phải có học sao để hỗ trợ cho máy tính nó được tốt, đúng không ạ? Máy tính cấu hình nó sẽ tốt một chút thì nó sẽ ok. Những cái sự kiện đấy thì các bạn, nếu các bạn chạy đàn các bạn có thể hỏi bạn bè và chúng ta tìm hiểu thêm để có được cái nguồn tin cho mình nhé. Vừa rồi mình đang dùng một cái tháp cao này, tháp cao đây cái này là nhạc cơ, đây là một cái bàn phím này, bàn phím này thì nó có sự sáng bất kỳ, chúng ta cắm qua đường cổng đi đi những cái từ loại đàn mà có các loại cổng hay loại dạng cổng đi đi đấy, các bạn lưu ý cắm nhé. Rồi nếu có cơ bản như vậy là đủ. Nếu là tối giản nhất thì các bạn chỉ cần một cái đàn, cái máy laptop và có camera là cũng đủ rồi. Đấy. Còn để một tốt một chuyên nghiệp thì các bạn cần phải sắm thêm. Thì cái này mình có thể vừa làm được luôn. Mà âm thanh nghe nó cũng sẽ sạch sẽ hay. Tại vì cái âm thanh này nó không có tạp âm ở ngoài vào. Người ta ở ngoài đường đang ồn đấy. Thì cái âm thanh này nó sẽ như là nó là phát từ máy tính mà không có tiếng ồn ở ngoài. Nếu các bạn cắt mic đi thì chỉ có tiếng đàn thôi, sạch sẽ thì tùy luôn, có thể tùy âm làm video, làm YouTube hoặc cái gì đó. Đó thì là đến đây thì xin hướng dẫn như vậy nhé, để chia sẻ cho bạn nào mà cần dạy cái bài dạy của mình thật sự là tốt thì các bạn nên dùng những cái thiết bị thôi một chút. Ok. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn trong mùa dịch này vẫn có thể duy trì được cuộc sống, tìm được những công việc niềm vui gắn bó với công việc của mình. Bye bye và hẹn gặp lại.